Vâng, chào các bác nhé. Thì hôm nay em đi em tiến hành em bọc một số cái trái bưởi nó ra nổi đấy bác này. Đấy. Như cây này của em thì nó ra được mấy trái thì em thấy nó những trái xấu thì em bẻ đi hết rồi, còn những trái đẹp thì em bớt lại để em bọc nó lại. Đấy. Thì còn cái nứa mà em vừa rồi em tiến hành em tuốt lá đấy để cho nó ra tập trung thì nó đang ra rồi các bác. Đây, ví dụ như đây này, đây. Ra tầm này rồi các bác này. Đấy, những cái đọt này thì đang mang bông rồi các bác này. Nó có nhiều cái hình thái bông lắm các bác. Bây giờ các bác thấy rằng là những cái này này nó ra này. Đây em quay sát cho các bác xem cái này. Những cái này là khi mà em tuốt lá thì nó ra đây thì nó chỉ ra bông không thôi. Không thấy cái lá nào cả. Những cái này thì tỷ lệ nó đậu sẽ kém các bác. Đây này. Đấy, tỷ lệ nó đậu sẽ kém. Đây nó đều ra bông hết các bác này. Đây, nó ra bông nhưng mà nó không có cái lá nào. Như thế nó sẽ ra bông nhưng mà đậu sẽ rất là kém các bác nhé. Nhưng nếu mà nó ra mà kèm theo cái lá đi theo này. Đấy, lá nó đi theo cái bông này, cái này nó sẽ dễ đậu các bác nhé. Đấy, chỉ còn một số cái thì nó cũng ra. Nó ra nhưng mà chưa thấy cái bông nào cả đây này. Như cái này này, nó ra cái đọt không các bác này. Đấy. Thì trên cây thì nó có nhiều dòng. Nhiều cái cách nó ra khác nhau. Đây này, như cái này thì nó lại ra bông không này. Đấy, nó ra bông không. Đấy, nên là nếu mà cái nào nó ra bông không thì nó kém đậu. Và nếu mà nó đậu thì cái trái của nó cũng không được tròn đẹp các bạn. Nên là em hy vọng là những cái mà em tuốt lá như đây này, đây này. Đấy, nó ra cái này thì nó sẽ có cái bông và nó có theo kèm theo cái lá nó đi cùng luôn. Thì như thế nó dễ đậu hơn. Đây, con quay cái này cho bố để bố bọc mấy cái trái vào cái. Dạ. Ừ, cảm ơn. Cảm ơn quay nhé. Em nhờ thằng cu nhà em nó quay để em bọc. Giới thiệu các bác đây là cái túi bọc bưởi. Thì cái túi này em sử dụng được một nửa trái rồi thì bây giờ em tiếp tục em sử dụng nửa trái thứ hai đây các bác. Đây các bác, đây. Em sử dụng được một nửa rồi các bác nhá, nửa trái rồi. Sau khi mà thu hoạch xong rồi thì bây giờ tiếp tục mình lại sử dụng cho nửa trái thứ hai. Nên là qua đây cũng nói trao đổi với các bác là em có cung cấp cái túi bọc này cho các bác luôn này. Để các bác bọc bưởi nhé. Đấy, các bác có thể bọc bưởi diễn được và bưởi da sảnh được. Đấy, nên là bác nào có nhu cầu thì cứ gọi cho em. Đấy, hoặc cái số điện thoại trên màn hình đấy. Số điện thoại là 0989037167. Con cầm cho bố những cái bọc kia đi. Đây, những cái bọc này. Cái bọc này em sử dụng đến 3-4 nứa trái rồi đây các bác này. Đấy. 3-4 nứa trái rồi mà nó chưa rách đâu. Đây con vào con bọc cái trái kia cho bố đi. Kìa. Đây nó có một cái trái kia nữa nó ra này. Trái kia đẹp rồi. Ừ, vào bọc đi. Ừ. Biết bọc không? Đấy, chùm cái đấy vào kéo thôi, đơn giản mà. Cẩn thận. Rồi rút cái đấy vào. Đấy, đấy, thằng cu nhà em thì nó bọc rất là đơn giản các bác nhỉ. Đây này. Khi mà chúng ta làm mà nó ra bông đây này các bác này. Đấy, nó ra bông mà nó ra những cái lá đi theo này là cái này dễ đậu, mà cái trái của nó khi nó đậu là nó sẽ đẹp các bác. Chứ còn nó cứ cụt độc có bông không ấy thì nó cũng vẫn đậu các bác nhé. Nhưng mà chúng ta sau này chúng ta thấy trái nó không được đẹp lắm. Rồi, em làm bông thì bây giờ nó ra đồng loạt đây rồi đây. Con cầm những cái túi này đi, đi xuống dưới này còn một số trái nào nó ra thì. Đây các bác này, sau khi làm thì nó ra đây. Bồng không. Đấy. Sắp tới thì cây của em này nó sẽ ra một đồng loạt luôn. Đồng loạt một nứa. Đây này, nó đi theo những cái đọt và những cái lá này. Đấy, như thế này nó dễ đậu này. Mà nó đậu nó sẽ đẹp các bạn. Đậu nó sẽ đẹp. Và những cái trái này cũng đẹp đây. Đây Kiệt ơi. Ra bọc cho bố cái trái này nhé. Đây. Trái đẹp này. Trái dài đẹp đấy. Thì như một số trái nó ra trước thì nếu mà chúng ta thấy nó đẹp thì chúng ta cứ bọc vào cũng được các bạn. Không ảnh hưởng gì đâu. Đây, nó ra đọt và nó ra theo bông này. Đấy, những cái lá này tuyệt vời các bác nhỉ. Này mà chúng ta cung cấp đầy đủ chung vi lượng. Đấy, thì là không sợ nó rụng được các bạn. Đây, những cái này nó nở bông trước rồi đây. Đấy, đậu rất là sai các bác này.
Đấy, nhiều bác cứ nói là sao bưởi không đậu trái và đấy, nếu chúng ta cung cấp đầy đủ thì cũng chả sợ đâu. Chỗ em nên nó mưa suốt rồi nhưng nó vẫn đậu đây. Đây, sau này những cái này chúng ta chỉ nựa đến một trái thôi. Người nhà của em đi bọc mà đến nỗi mà bọc lại hai trái vào một túi. Sau này nó lớn lên là nó rách cả cái túi luôn các bạn. Không nên bọc hai trái một túi nhá. Ơi. Quả to, quả nó rách luôn. Hả? Rách luôn à? Đây, ừ, để bố ra bố xem. Đây các bác này, người nhà em đi bọc về hai quả một túi này, nó rách, nó căng quá, nó rách rồi. Đây, hai trái này rất bự các bác này, to này cơ mà. Khi mà bọc cái túi rách phát là bị chích ngay. Đây, chỗ này mới bị chích các bác này, cái này nó bị ruồi vàng chích nhá. Con bọc lại một trái cho bố, còn cái trái này thì bỏ đi. Ui, trái này có khả năng ăn được rồi đấy, nặng này cơ mà. Con bọc lại cái trái kia cho bố nhé. Trái này chắc tặng. Ừ, bỏ đi. À đấy đấy, ừ, cho đấy và rút cái trái kia cho bố. Nên là bưởi nếu mà chúng ta không bọc là nó bị chích ngay các bác này. Này, cái này con ruồi vàng nó chích này. Ruồi vàng nó chích là nó sẽ có giòi các bác. Chắc chắn ruồi vàng chích này sẽ có giòi. Đấy, chứ còn giòi trong này nó không ăn được đâu. Nhưng mà trái này nặng lắm. Trái này chắc phải ký rưỡi. Nặng lắm. Thì tối nay về em bỏ chẳng có ăn được không? To này cơ mà. Đây các bác này, đây. Khi chúng ta xử lý thì nó ra bông này này. Đấy, ra bông hết rồi, đây. Đấy, nên là các bác làm cho cái cây bưởi ra bông thì không khó các bác. Quan trọng là nó ra bông rồi nó đậu như thế nào cơ. Đấy là cái bài toán mà rất nhiều các bác làm bưởi. Đây. Các bác nếu mà xem về cách xử lý cái cây bưởi để làm bông ấy thì các bác quay trở lại cho em về những cái video phần 1, phần 2, phần 3, phần 4. Như video này là của em này là phần 5 rồi đây. Phần 5 hay phần 6 rồi đây này. Đây các bác này, cái này nó ra mà nó ra bông như kiểu này này. Thì 100% là nó đậu này. Đấy, 100% là nó đậu nhá. Mà nó có những cái đọt và những cái lá đi theo đấy là cái trái nó đậu rất là đẹp các bác. Ui, cái cảnh này đẹp không? Có thấy cái cảnh này ra đẹp không? Này. Tuyệt vời nhỉ. Đấy. Này. Đấy, nó ra thế này vài bữa nữa là thơm lưng cả vườn luôn. Cái này nó ra trước rồi các bạn này. Cái này nó ra trước, ra sớm này. Ra sớm nhưng vẫn đậu rồi các bạn này, đậu rất nhiều trái. Đấy, đậu rất nhiều trái, sau này chúng ta chỉ tỉa cho chúng ta lựa một hai trái thôi. Chỗ này thì em chắc là em để một trái thôi. Chỗ kia kìa. Có một trái. Con đi con bọc đi. Những trái nào xấu thì em bẻ đi hết rồi các bạn. Đây, còn sót trái này xấu này. Đây nó ra trước này, nó ra trước nhưng mà nó không cân. Không cân thì chúng ta bẻ đi luôn. Đấy. Chúng ta bẻ chúng ta bỏ đi. Đây là nó đang ra đây đỏ đây các bạn. Đấy. Cũng có trong vườn này em phát hiện ra cũng có một cây các bạn, cũng có một cây là nó ra rất nhiều đọt nhưng mà lại không mang theo cái bông. Thì em sẽ quay các bác xem nhé. Đây, cây nào nhỉ? Rất nhiều đọt mà không mang theo bông như cây này thì tuyệt vời này, cây này ra này. Cây này ra đọt mà nó mang theo bông như mà nó nhiều lá thế này là tuyệt vời này. Đấy. Đấy các bạn này nhé. Trời nó hơi tối một tí các bác thông cảm cho em nhé. Trời hơi tối tí tại thường là em đi làm về muộn lắm. Nên là nếu mà muốn làm video hoặc là muốn quay để chia sẻ với các bác thì thường là nó bị thời gian nó tối mất rồi. Nên là thôi thì cũng các bác hết sức thông cảm cho em. Đây này, cái cây này thì em thấy là nó ra đọt gần như là không có bông các bạn. Đây, cái cây này. Thì cây này em sẽ quay để quan sát cho các bác xem này. Cây này nó có một cái màu lá cực kỳ xanh. Đấy, gần như là xanh đen luôn các bạn, xanh đen luôn. Đấy, so với những cây này thì nó xanh hơn rất là nhiều. Đây, những cây này thì vàng vàng hơn này. Rồi những cây này này. Những cây này nó có cái hiện đây này. Các bác thấy là nó vàng hơn rất là nhiều nhé. Cái lá của nó không được xanh này. Đấy, cái lá nó có hơi vàng vàng. Thì nó ra rất là nhiều bông. Nhưng mà cây này nó xanh đậm luôn các bác này. Đấy, nó xanh rất là xanh. Là khỏe nhá, nó mạnh. Nên là khi mà chúng ta làm bông ấy thì cây này chúng ta có thể suy ra rằng là nếu mà với những cái cây bưởi mà xanh như thế này đấy, mà tốt mà như thế này thì chúng ta làm bông rất khó nhá. Rất khó. Đấy, rất khó các bạn. Kể cả những cái đọt già cũng rất khó này để nó ra bông. Đây. Các bạn ơi đây. Toàn bộ em thấy là nó ra nhưng mà nó lại toàn đọt lá thôi chứ không có bông cả. Qua đây thì các bác cố gắng là chúng ta khi mà chúng ta làm bưởi, làm trái bưởi á, làm bông bưởi của mình á,
thì các bác cố gắng là chúng ta phải hãm cây thật chuẩn vào nhá. Chứ đừng có mà cứ thế mà tuốt lá không thì tỷ lệ nó ra bông rất khó. Đây của em này. Cây này dường như là nếu mà làm thì cây này có khả năng là sẽ nói là thất bại. Mà có khả năng đây là cây duy nhất trong vườn của em có cái hiện tượng như thế này các bạn. Còn tất cả những cái cây như thế này thì nó ra đọt thì em thấy đều là ra bông. Này, có thấy không? Ra bông rất là sai nhá. Đây cây này này. Đẹp tuyệt vời không? Đấy. Chỉ có duy nhất một cây đó thôi các bạn. Em sẽ kiểm tra một cái cây này nữa. Cây này thì nó chưa nhú mầm các bạn. Cây này chưa nhú mầm. Cây này cũng xanh các bạn. Cây này cũng lá cũng xanh và dày. Đấy. Cây này thì cũng sung đây. Đấy, cây này thì em kiểm tra xem là nó có cái đọt nào nó. Đây. Đọt này nó không có bông các bạn này. Đọt này không có bông này. Đấy. Vậy là với những cây bưởi xanh và dày. Đây, lá xanh đen luôn này. Và thấy không? Thì tỷ lệ là bông rất kém. Rất kém nhá. Thì trong vòng khoảng 1 tuần đến 10 ngày nữa em sẽ quay lại kết quả của cái vấn đề làm bông của cái vườn bưởi này. Để xem là tỷ lệ đạt của nó được khoảng bao nhiêu phần trăm. Với những cái cây bưởi mà nó ra đọt ấy, mà nó không mang theo bông ấy, thì sau này em sẽ ép và em làm lại các bác nhá. Em sẽ ép em làm lại. Thì chắc vườn này của em sẽ bị mất 1 đến 2 cây thôi. Chứ không bị nhiều đâu các bạn. Không bị nhiều. Với cây vàng vàng như thế này nè. Lá nó cằn cằn vàng vàng này thì làm bông rất là dễ các bạn. Vâng thì hôm nay thì cũng em cũng tranh thủ buổi chiều tối là đi bọc một số cái trái bưởi. Con bọc con trái nào nữa không? Còn. Hết chưa? Sót một con. Ừ đấy. Sao không bọc vào? Nhưng mà hết rồi. Hết túi rồi á? Dạ. Ừ, thiệt. Ôi trời. Để chốc nữa về nhà lấy. Đây trái đẹp không các bạn? Xinh lét nhỉ. Những bưởi này của em là Tết sẽ được thu hoạch các bác này. Đây này. Bưởi chắc chắn là Tết này. Còn hơn một tháng nữa Tết rồi thì em cố gắng em để đến Tết. Đấy, đến Tết thì sẽ cung cấp cái bưởi bưởi thờ Tết các bác nhỉ. Sẽ cung cấp cái bưởi thờ Tết. Đây, cái trái này cũng được, trái này cũng cân cũng đẹp đấy các bác. Vâng, đây chào các bác nhá. Chúc các bác có thật nhiều sức khỏe và làm kinh tế thật thành công. Vâng, chào các bác nhá. Các bác cố gắng đăng ký cái video của em. Đăng ký cái kênh ấy, kênh Cuộc Sống Nông Thôn của em để chúng ta cùng theo dõi những cái quá trình chúng ta làm bưởi này rồi một số cây trồng khác các bác nhé. Vâng, chào các bác.